Hello, chào mọi người. Chào Bảo Ngọc. Có nghe rõ không mọi người? Chào Tập nha, lâu quá mới gặp. Em khỏe không? Chào bà Nha Trang, con này khỏe không? Rồi. Bữa nay là ngày 19 rồi phải không? Mai là ngày 20. Hơi nhỏ hả? À, coi thử cái giọng volume lên coi. Chắc là lên nó nhỏ, coi giọng volume hết ga rồi. Hết ga rồi. Chỉnh sửa gì đó. Hết ga rồi. Chào thân ngang. Chào lật sử. Ồ, bà tụi bay kết bạn thì một một lát mà rồi ok rồi mà để chữ nickname riết là tao không biết ai là ai trơn trời, nó tùm lum tà la trơn trời. Ta kể tụi bay nghe cái chuyện này, chuyện vui vui chút xíu trong khi chờ đợi một bạn già tao vô. Ta tính là ngày 20 tháng 10 ta làm một cái giỗ lớn, ê là một cái lễ lớn chứ quên. Là thí dụ là một cái party nhỏ 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 để nhà mình vui cha. À ta, ta mới bước ra cửa thì phía bên kia đường đối diện cái nhà nó mới mướn cái chỗ đó để mà nó làm một cái lò rượu, xong rồi nó bán. Tao dùng tao hết hồn, tao nói thôi rồi tiêu rồi, tao rút lui. Tao rút lui, tất nhiên là ở bên phía bên kia đường nó mới mướn một cái mặt bằng và nó nấu rượu tại chỗ và nó bán rượu tại chỗ. Rượu đế nếp, rượu tùm lum tùm la, cho rượu rắn, rượu gì, rượu ngâm các loại, rượu nó trưng lên nó bán một mấy, hình như là cái hàng mấy một hũ vậy, như là cả 100 lít vậy đó. Ta hết hồn, ta chung vô luôn. Thì ông bạn già với lại tới lên, ông thì ông bên Mỹ, mình ở bên Việt Nam, thì coi thử trao đổi coi có cái gì mới mới thì mình live stream rồi nói chuyện chơi cho nó vui. Với anh bên này nó cũng buồn, nói chung là vậy. Bữa nay thì trời ở ngoài nó cũng sắp sửa nó chuyển mưa, muốn đi đâu cũng không có được. Ở đây mình không có nói gì ngoài ra những cái chuyện mà rất là bình thường trong cuộc sống, hàng ngày. Anh Phượng anh vô rồi đó, anh Phượng anh vô rồi rồi ok. Chào lại tất cả mọi người nha. Hello, hello Ủa sao kỳ anh, chờ 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 ông bạn già tôi rồi, đẹp trai rồi, đẹp trai đẹp lão rồi. vậy? Chào anh, ok anh nghe, anh nghe rõ không? Nghe rõ. Sao tôi hù Ok vậy được rồi, vậy giờ bữa nay, vậy? Sao tôi chúng hù tôi vậy được rồi, bên này được rồi, bên này thấy cái rõ đó, bên này thấy rõ chứ không có sao đâu, ta? bên này thấy tối hả? Vậy được rồi đó, khá là tốt. Ok. Ok vậy được rồi. À, bên anh thời tiết làm sao rồi? Lạnh chỗ bây giờ chiều là bắt đầu lạnh rồi. À, sắp sửa bắt bắt đầu vào mùa đông rồi. Yes. À, cuối tháng 10 là bên tôi là bắt đầu chuẩn bị đổ tuyết rồi đó. Vậy Đúng rồi, bên bên đầu bên bên tôi là bắt đầu anh thấy nó vui lắm, mà là ở bên Minnesota đó, tháng này là anh thấy nó không có đổ tuyết xuống trước nhưng mà nó lạnh đó, thì cái mặt đường, nó bốc hơi, đi mặt đường nó bốc hơi, nó bốc hơi lên, bắt đầu là hết mùa thu, bắt đầu tháng 10, cuối tháng 10 bắt đầu cái mặt đường mà đi mình thấy nó bốc hơi lên rồi, xong mình thấy là cái lạnh đó. Cái rồi từ một vài bữa nữa là bắt đầu tuyết đổ xuống, bắt đầu cuối tháng 10 bắt đầu có tuyết rồi. Thế thì kỳ này về em tôi về bên Mỹ lại ngược lại, nằm trong mùa đông, Đúng mà thôi rồi. kệ, mình ở lâu, năm thì đông tàn hay là đông gì cũng vậy, ở quen rồi ra mình cũng không lạ lẫm gì cái chuyện đó cả, chỉ sợ là những người bỡ ngỡ mới bước chân qua thì họ hết hồn, Đúng rồi, à ra đường thì hết hồn, bởi vì nó thay đổi nhiệt độ bằng cách đột ngột á đó. Đang ở Việt Nam thì 37 38 độ C là nóng được rồi, không quạt quạt phải phẩy rồi thì thấy tự nhiên đùng có cái qua bởi nó âm hơn, đối với độ C là nó âm, lúc nào nó cũng âm khoảng vài chục độ đó vậy, cái khá vậy, còn độ F thì nó xuống khoảng những zero, anh biết là zero độ F ấy, 32 độ, 32 độ F là bằng zero độ C. Nhưng mà bữa nào mà nó xuống khoảng 5-6 độ F rồi chết mẹ rồi đó, độ C nó âm tới mười mấy 20 độ rồi đó, thành ra mấy người mới qua họ mới sợ thôi, chứ còn mình sợ tình hình nó bên sao rồi anh. Người Mỹ đang đang đánh nhau ấy. Họ đang lùng xùm cái gì đó. Chiều ngày hôm nay thì Hạ viện họ vẫn bầu
vẫn còn bầu cho ông gì đó, Hạ viện, chủ ông tịch trưởng Hạ hội, viện, chủ tịch Hạ viện mà bầu vẫn mà chưa lại thất xong. bại, cũng thất bại Mà lần cũng thứ chiều hôm hai. nay, đúng rồi, chiều ngày hôm nay là anh em Palestine là tấn công vô điện Capitol, vô trong đó được khoảng chừng 100 người Tại nước vô Mỹ trong điện Capitol đấy, biết rồi, chỗ rồi nhà trong nhà quốc hội ở rồi tại Washington Washington. đó. Thì vô hôm đó thì tôi ngồi tôi đếm khoảng được 100 người cảnh sát họ vây lại đứng đó cả la làng. Tất nhiên cái ý của thời tụi Palestine mà nó xâm nhập vào quốc hội là nó đòi hỏi Mỹ phải can thiệp, Đúng là mới định, đúng là đó là như phải. vậy thôi. Nhưng mà cái mình hôm nay là tôi với anh cũng là một những người dân thôi, mình mổ xẻ, mình không phải là chuyên gia, mình không phải là chuyên gia lịch sử, không là cái gì cả, mình chỉ người dân bình thường thôi. Nhưng mà bữa nay mình nói hơi sâu về vấn đề của Israel và Palestine chút xíu. Thế thì đó là mình phải nói trước là cái tầm hiểu biết của mình nó hạn hẹp, có nghĩa là biết Đúng đâu mình nói rồi, đó thôi, đúng đó rồi. thôi, thì thực chất còn như vậy. Thế thì hôm nay và anh thấy bên chủ bên bên Palestine với lại Do Thái hiện giờ vẫn còn đánh nhau anh? Rồi đánh nhau bây giờ là đánh nhau căng thẳng chứ anh, làm sao mà họ ngừng được anh. Họ thấy là chỉ là người Mỹ thì là họ rất là binh binh vực Israel, Israel người Mỹ là nhưng với Do lại Thái người người châu Âu, người Mỹ với người châu Âu thì rất là binh vực Do Thái, thì người thì mình không biết anh, nhưng mà thấy mà đánh nhau như vậy đó, từ ngày hôm nay là ông tổng thống Joe Biden ông qua bên Israel đây, thì qua bên Do Thái là ông chắc có lẽ là ông muốn làm công chuyện để giảng hòa giữa Do Thái và những quốc gia đất bang, nhưng mà ông đến đó đó thì sau đó là ông có cái ông phải sẽ gặp ông tổng thống Hoa Kỳ, đó là ông phải gặp cái ông thủ tướng của Palestine ở bên vùng bờ Tây ấy, rồi gặp quốc vương Jordan, ông vua Jordan với lại ông thủ tướng của Ai Cập, nhưng mà ba người đó là họ cancel cái appointment, không có nói chuyện. Theo tôi tìm hiểu và theo cái ý thức của mình, có nghĩa là mình lấy cái tư tưởng của mình để mình nói chút xíu về chỗ này. Đây là tư tưởng cá nhân thôi nha, có nghĩa là thưa anh là nói chỗ này anh, từ hồi xưa tới giờ thì anh chàng Mỹ nhà ta thì giống như anh nói là của những người phía phương Tây, họ ủng hộ Israel, tiếng là Do Thái. Từ hồi xưa tới bây giờ thì mình phải nói cái điều là cái mình phải tội nghiệp một cái dân tộc, là một cái dân tộc là Palestine đó. Thế thì tất cả mọi những nước phương Tây kể cả Do Thái cô lập họ, mình mới nói một cách chính xác, có nghĩa là vậy, họ bị ở tù, một cái nhà tù khổng lồ trên đất nước của họ đó. Và cái dân tộc này nó đã có từ hàng ngàn năm rồi, vẫn được ngàn năm rồi. Thế thì nó có như vậy, ở đó nó phát sinh ra một cái điều nè, nó có một cái mảnh đất Jerusalem, thế thôi. Tất nhiên họ tranh giành nhau miếng đất đó, cái điều đó mình không bàn cãi, cái chuyện đó mình không bàn cãi, bởi vì khi tranh giành là đương nhiên là phải có. Nhưng mà nó có cái điều này, cái ông nội của Mỹ và các nước phương Tây, thay vì người ta ở trung lập, người ta giảng hòa và để đừng Đúng cho cái sự chiến tranh nó xảy rồi, ra, thì ngược lại các ông ấy là chia binh một phía, nó quái quăng ở chỗ như này. Cái nhà nước Palestine thì họ không cho lập quốc, mặc dù người ta có quốc kỳ, người ta có quốc kỳ, người ta rõ ràng, nhưng mà các ông ấy không chấp nhận nhà nước Palestine. À, ngược lại cũng phía bên kia Israel thì các ông lại chấp nhận và ông ủng hộ tuyệt đối. Chính vì cái chỗ đó những người dân Palestine họ thù hận, họ bị ức chế, tức như là họ không thích người Mỹ, nói thẳng một cách như vậy. Theo tôi nghĩ bao bao gồm, theo tôi nghĩ một cách đơn giản là người dân họ không bao giờ ưa các nước phương Tây và Mỹ, là bởi vì họ bất công, họ những người đó chèn ép bất công đó. Đó là một cái tinh thần mà tôi nghĩ là ai cũng vậy nè. Ví dụ như người Việt Nam thì cũng vậy thôi, thử nhà của anh đi, tôi rào anh hết xong tôi cho anh, chẳng có đi ra, chẳng có đi vô, anh có ở nhà buồn mà tôi mở điện cho anh xài không, tôi cúp nước, anh chịu không? Nó là như vậy. Thế thì
nói một cách khác rồi mình thấy cái điều này, mà cái xung đột của theo tôi hiểu á, đây là cảm nhận cá nhân nha, có nghĩa là theo tôi hiểu cái sự xung đột cá nhân giữa Do Thái và Palestine nó không phải mới đây, nó có hàng mấy trăm năm nay rồi, nó từ xưa là cả ngàn năm rồi. Với vậy ở đây anh mới hiểu là đầu tiên, theo tôi nghĩ đầu tiên là xung đột về tôn giáo, và người ta không chấp nhận cái thứ tôn giáo thứ hai, hoặc là Allah hoặc là Giêsu, thế thôi, đơn giản vậy, và họ không chấp nhận một cái tôn giáo thứ hai. Thế là một ông này, một ông bên này, một ông bên kia, hai ông choảng nhau đó. Mình mới thấy cái điều này là nếu mình đặt câu hỏi nha, mình đặt câu hỏi nha, nếu mà những người đứng tối cao có thật nha, thì tại làm sao để dân của họ khổ vậy? Mình thấy rõ ràng không? Họ đâu có cướp đức đấng, các đấng tối cao đâu có giúp đâu. Và tôi đây tôi muốn nói này, điều này là giữa hai bên, giữa Do Thái và Israel là tội nhất, thảm thương nhất là những người dân. Còn mấy cái ông nội mà lãnh đạo thì mình không bằng, còn bạn kể tới. Và tôi mới vậy nghe phong phanh là Israel nó mới phóng một phát là coi như vào cái nhà thương. Ý tôi nói là nó không tạo ra một cái niềm tin gì cả, à, phải chi cái chiến tranh của anh đó, và tôi anh giành giật miếng cơm manh áo thì nhà tôi giành giật miếng cơm nhà, thì nó khác nữa. Một cái chiến tranh là cái chiến tranh vô hình không xác thực, mình nói ra thì chúng nó chửi mình, nó nói là mình dùng từ cái chiến tranh mà mình bấu víu vào một cái không có thật, để tôi nói không, mình thấy nó vô lý rồi đó. Thế thì có nghĩa là cái mảnh đất và cái linh hồn gì đó tôi không cần biết gì đó, chuyện tôn giáo là ông này thờ ông kia mà có nắm bắt được đâu, rồi được ổng được cái gì đâu. Thế mà quýnh nhau te tôi quýnh càng được rõ ràng, bởi vì tôi mới nói rõ ràng cái điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là các nhà lãnh đạo bên đó không có người, người giỏi mà không có người tài, nó hẳn như vậy. Một lãnh đạo có người giỏi có người tài thì cái chuyện nó không xảy ra, phải chi mà Bác Hồ chúng ta về mà hiện hồn lên là chỉ cho nó cái chiêu, hoặc là bên kia cái chiêu, và ông Võ Nguyên Giáp chỉ cái chiêu, thì cái chuyện nó không có xảy ra như vậy đâu. Thế tôi nghĩ là đôi lúc chúng ta mình nói về vấn đề mình phải hài hước chút để mình so sánh, nói là nói như vậy để anh hiểu rằng ở đất nước Việt Nam ngay bây giờ, bởi anh nói vậy thôi chứ còn quá ư là hỗn độn, quá ư là máu xương máu thịt, ở Việt Nam ta, nhân dân ta bình yên như vậy, sung sướng hạnh phúc, du lịch các cái đủ thứ chuyện trên đời, thứ gì cũng có. Tôi nói cho tiếu tiếu cho nghe, mẹ bà nó ngày mai là ngày 20 tháng 10 là tôi đi trốn, tôi đã khóa cửa, tôi giết cái xe tuất rồi, tôi không có ở nhà, tính nhậu lén, tính nhậu lén mà mua cái miếng bầu là về cái đóng cửa là nhậu, mới bước ra thấy nó mở cái quán, mở cái lò rượu mới là ghê chứ, mở cái lò rượu nó thôi tôi chung vô tôi đóng cửa luôn cậu luôn. Thế đó là ok anh, rồi tới việc anh rồi. Anh biết là hai thằng cha này đánh nhau, Do Thái mẹ ta sẽ đánh nhau, là mình muốn lặp lại cái này, tức là mình theo dõi thằng cha, hai thằng cha này đánh nhau kỹ lắm, mình mới qua là nó đánh nhau rồi. Hồi đó mình cái Đúng học rồi. mình có mấy bạn tụi nó cũng là dân Palestine, mình nói chuyện nó nói thì mình cũng hiểu 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 vậy, nhưng mà thế này anh ạ, cái nhà nước Do Thái mà khi mà họ tạo lập ra cái Do Thái đây, tức là những người hồi đó cái Liên Hợp Quốc họ mới mở ra thôi, rồi cái đất là đất của ông Lê mà họ mở ra vậy, thì họ họ giải quyết là họ bày ra một công chuyện đó, họ để đó rồi họ không có giải quyết, anh làm như là họ muốn, làm như là họ cũng nghĩ là họ xây dựng cái chiến tranh vậy đó, họ cũng nuôi dưỡng cái chiến tranh này ngoài. ông ông Yeah. ông ông giải quyết ông tạo ra một cái sự mâu thuẫn giữa hai con người rồi, thì người ta tức người ta đánh nhau thì người ta phải đánh qua đánh lại rồi, mà mình không hiểu, mình thấy không có muốn giải quyết, làm như không muốn giải quyết anh, muốn cứ để như vậy để cho nó đánh nhau, lâu lâu chọc vô một cái, lâu lâu chọc câu ghẹo một câu, chẳng hạn như là hồi ông Trump qua, hồi ông Trump đâu, hồi ông Trump là năm 2018 19 gì đó, tức là hồi đó là tất tất cả cái tòa đại sứ của ngoại quốc á, mà với Do Thái á, thì là mình đặt ở Tel Aviv đấy, tức là thủ đô của Israel á, là Tel Aviv, tòa đại sứ là người ta đặt ở đó. Rồi cái năm 2018 ông Trump mới rõ ràng, mà ông mới biết cái Jerusalem mới là ba người ai cũng nói rằng là cái đó là cái thủ đô của họ, Của tại vì họ đúng rồi đó, giành tranh giành tranh giành cái Jerusalem thì là
là ba cái tôn giáo thật là to của thế giới, là ông Hồi giáo, ông Thiên Chúa giáo, chứ lại ông Cờ đốc. Cơ Đốc, Ngoại 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 ông do Thái giáo, Do do Thái Thái giáo. giáo, Do do Thái tức giáo. là đều lấy cái đó là Không chính phải, địa, không 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 có Thiên Chúa, không hình như có là Cơ Đốc, Cơ không Đốc là chính Cơ đốc giáo, cho Cơ ông Đốc ba Thiên Chúa thì Thiên Chúa Cơ là đốc giáo, đại khái là thì vậy. lại ok được. Thì mà theo thông lệ là từ 70 năm nay, từ ngày Liên Hợp Quốc, từ ngày Do Thái lập quốc, thì tất cả những cái tòa đại sứ thì đều đặt ở Tel Aviv cả. Ông Trump ông chơi cái thiệp ông chơi như vậy là ông đổ dầu vô lửa, ông di chuyển cái tòa đại sứ Hoa Kỳ đến cái Đúng rồi, Jerusalem. có Ủa mà ông chơi vậy là đã vậy rồi mà ông chơi vậy, ông còn công nhận nữa chứ, ông còn công nhận nữa chứ. thì tại vì ông công nhận thì ông mới di chuyển cái tòa đại sứ Hoa Kỳ về đó được chứ Dạ anh, tại vì đổi tòa đại sứ là phải đặt ở thủ đô chứ không. Thì chính gì vậy? tòa đại sứ Hoa Kỳ là đặt ở thủ đô một quốc gia nào, chẳng hạn như ở Hà Nội, Việt Nam, là đó là tòa đại sứ ở ngoài đó. Thì mà ý là mình nói như này, làm như người châu Âu, đặc biệt là người da trắng đó, làm như họ không có, họ muốn Họ tạo ra một công việc, họ họ muốn nuôi dưỡng cái chiến tranh chiến này, tranh, họ muốn nuôi dưỡng cái sự mâu thuẫn rất là sâu sắc giữa hai sắc dân Do Thái và Palestine. Một thằng á, một một bên thì rất là giỏi, Do Thái họ rất là giỏi và họ rất là giàu, còn một thằng thì là bây giờ nó rất là đơn lẻ mà họ rất là nghèo khổ, họ bị vây cho họ càng ngày đất đai họ đâu có còn gì được, họ không có được làm gì được mà họ rất là nghèo khổ. Nói nghe là khi mà người ta áp bức, bị áp bức là người ta phải nổi dậy. Ông đừng có nói chi là những người bị, đừng có nói chi mà người người Palestine họ họ chịu đựng được, họ có sức con người ấy, nó chỉ chịu đựng được một đến đến chỗ nào thôi, đến một quá đến sức chỗ thì nào họ thôi, sẽ bùng nhỉ, quá hiểu sức anh? họ không có chịu được. Thành thử ra là mà rõ ràng cái lỗi này thì không phải là cái lỗi của người Do Thái, mà cũng chẳng phải cái lỗi của mấy ông Palestine đâu, cái lỗi này là lỗi của mấy thằng cha đầu tiên bày ra cái chuyện này, Da trắng. bày ra cái chuyện do lập quốc của Do Thái mà không có giải quyết Không bao giờ cho cái số dân người đó. chính xác Không, anh. nếu nếu mà ông giải quyết là cái sự tự độc lập của cái dân Palestine, họ ở đó mấy ngàn năm thì đúng là đất đai của họ thì họ, nhưng mà tôi biết là tại sao anh, là tại vì trong cái đầu của những người trắng, những người Thiên Chúa giáo họ rất là khinh bỉ người Hồi giáo, tại vì Hồi giáo mà anh họ coi thường lắm, mấy ông Thiên Chúa giáo, mấy ông Do Thái là coi thường mấy thằng cha Hồi giáo. Thành thứ đó là thì đó là Rồi cái ông, rồi cái thằng Hồi giáo nó cũng coi thường lại, có nghĩa là hai bên có cái sự mâu thuẫn tôn giáo, thay vì thì không có giải quyết, họ không có không giải giải quyết quyết họ để cho bùng nổ, vậy lâu thôi lâu họ lấy củi họ liện vô. đấy. Vậy đó, đó là nguyên tắc vậy. Nhưng mà mình nói cho cùng thì mình nói tới bây giờ, tới lúc mà anh em mình ngồi nói chuyện đây, thì mình cứ thấy thảm mà thấy thương cho những người Palestine. Có nghĩa là như vậy là họ đã bị vây, và họ đã bị vây hãm mấy chục năm nay, và giống như kiểu này tôi nói là họ mất tất cả. Tới bây giờ điện nước cũng do thằng Hamas cấp, cái thằng Do Thái cấp cho. Họ má Có chơi nghĩa vậy, là nó nói một cách khác nó chơi như vậy đó. chơi vậy Thì là biết hỏi anh họ thì đương nhiên là người ta phải có một cái sự gọi là tức nước thì vỡ bờ. không không Thì phải ông ăn ở sao mà, nhưng mà ông lại để người ta cúp nữa, nó vui thì nó mở nước cho ông xài, nó không vui đúng thì nó rồi, cắt nước ông. Ông vậy là ông quá dở, giờ ông phải làm sao thì ở, bởi vì tôi mới từ đầu anh nói tôi là phải chia, mà ở đó nó có một cái lãnh ông tụ mà tài ba mà từ giỏi giống như ở Việt Nam mình, thì còn gì đâu phải nói nữa. Nó khổ ngay, đã dở mà đã dở về quân sự, đã dở về chính trị, mà để dở về ngoại giao luôn, là tất tần tật đều dở cả. Thành ra cái đất tội nước nghiệp rồi. lúc nào cũng về rất là tội nghiệp, và rất là tội nghiệp vấn đề đó. Tôi nói khổ cái bà, mà cái ý tôi nói là nếu mà phương Tây mà như Mỹ thì đã xen vào, dàn xếp vào cái chuyện đó, thì phải đứng một cách là trung lập rồi. Ông Xong giải mà trung quyết lập thì ngay từ còn gì để phải đầu nói nữa. Mà trung lập thì đâu có chuyện gì phải nói nữa, đúng, mà nó đâu có muốn, đâu có muốn, không có muốn không nha, muốn, nó chứ không đâu có muốn, muốn cho thì nên giải vì quyết cho được, đó, đúng rồi, khổ vậy. Thành ra bây giờ bày ra đó là một cái vấn nạn, nó còn thâm, nó còn bày ra thêm, nó còn xúi thêm nữa. Nói vậy là nó ủ mưu, nó có nghĩa là thôi mình nói gì là các nước phương Tây ghê gớm quá,
ra cái sự mà chiến tranh của Do Thái và Israel thì hầu như là cái Palestine với là Do Thái hầu như cái đó cũng là nằm trong cái bàn tay của phương Tây, họ muốn như vậy mà anh. Thế Ông muốn giải quyết thì họ muốn giải quyết,